con nóng rồi, con quýnh ai chưa? Dạ con chưa có quýnh mà con hay quát trước không. Con quát làm sao? Con quát thử nghe tiếng thử coi. Anh im đi. Anh im đi. Dạ nhà anh đi. Ui đâu à. Ui đâu à. Thấy sao ơi vị? Dễ thương quá. Trời ơi thấy chưa? Thấy chưa, nó la dễ thương mà. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi anh trai. Xin được mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, đầu tiên em xin được gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan, bạn nữ bên kia và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Vũ Văn Vị. Cái này em trước đây em cũng hỏi ba mẹ thì ba mẹ chỉ có chia sẻ là ngày xưa thì ba mẹ cũng làm ăn cũng gặp khó khăn nhiều. Thì lúc đó em sinh ra đời thì ông nội mới đặt tên là Vị. Thì để mong muốn để làm ăn suôn sẻ hơn. À. Có được địa vị hơn mà vị hơn được trên tổng sao. Địa vị à, địa vị hơn á. Dạ. Em sinh năm mấy? Em sinh năm 90. Ủa Vị, Vị làm công việc gì Vị? Dạ em hiện tại em đang làm quản lý cho một công ty ở bên lập trình phần mềm ạ. À. Phần mềm đó hả? Dạ. Làm ở đâu, quận mấy? Dạ, em làm ở công ty em ở bên thành phố Thủ Đức. Mời nhà gái. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, năm nay 25 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê quán thì ở Vĩnh Long. Em làm gì thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, con đang làm nghề neo với My á. Bữa nào chú qua chú nói My nha con. Dạ ok luôn. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi Vị. Dạ ưu điểm của em đó là em không hút thuốc, không nhậu nhẹt. Thì thực ra thì em cũng uống được bia rượu nhưng mà em rất hạn chế, có khả năng kiểm soát được cảm xúc. Tốt. Điểm yếu của em đó là trầm tính mà hơi ít nói. Với lại em không có năng khiếu về bên nghệ thuật như là ca hát nhảy múa. Mời nhà gái. Ưu điểm của con là vui vẻ, em cũng hay cười. Tuy cười xấu mà vẫn hay cười. Còn cái... ai nói em cười xấu nói chị nghe. Tại cái hàm răng em nó xấu. Không, chị là ai mà nói em cười xấu là nói chị dẫn chị tới mà mốt chị sẽ chỉnh người ta lại liền. Còn khuyết điểm của con là hay hung dữ, hiếu cọc nữa. Hay hung dữ cái mặt nó hung dữ liền á. Hiếu cọc nữa hả? Dạ. Trời đất ơi. Với hay quát quát. Con nóng rồi con quýnh ai chưa? Dạ con chưa có quýnh mà con hay quát trước không. Con quát làm sao? Con quát thử nghe tiếng thử coi. Anh im đi. Anh im đi. Ác ghê không? Nhìn ác không? Đâu có lớn gì lắm đâu. Thấy đáng yêu muốn chết luôn vậy đó. Được tình duyên của nhà trai thế nào? Thì em có một mối tình cách đây hơn 3 năm rồi. Lúc mối tình đó thì em quen trong vòng 8 tháng. Cái lý do chia tay đó là do cái thời điểm đó, lúc đó là em cũng muốn giới thiệu với gia đình hai bên. Nhưng mà bạn ấy thì bạn ấy không mong muốn. Bạn tìm cách giống như không muốn giới thiệu ấy. Thì em mới thấy được không ổn nên em mới chủ động chia tay. Lâu chưa? Hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm rồi. Mời nhà gái. Con cũng có một mối tình. Nhưng mà mối tình là chỉ kéo dài được có năm thôi. Là do khoảng cách địa lý nên là hai đứa con chia tay với nhau. Là cũng 5 năm rồi. Khoảng cách địa lý xa không? Lúc trước con có đi học tiếng Nhật á. Thì con có quen ảnh. Sau đó con đi Nhật thì kéo dài được có 1 năm thôi là bắt đầu chia tay. Rồi. Muốn mối tình mới sao? Chung thủy nè. Biết quan tâm người khác, quan tâm cảm xúc. Vui vẻ, hòa đồng. Con nghĩ là như thế là chắc cũng được. Cô qua, cô coi, coi bên đây có vui vẻ được không vậy? Vui, chị. Vui. Chào em. Em thì em thấy vui rồi đó, em vui. Nhưng mà tính em hơi trầm thôi. Vui mà tính hơi trầm là sao? Chưa hiểu khúc này nha. Trầm nhưng mà trầm vui. Trầm vui là trầm vui thì sao? Nhìn cái mặt trầm trầm. Mày cái bụng là vui dữ lắm á hả? Thì thật ra đó là do cái môi trường làm việc của em thôi. Thì nên tiếng của em nó cũng trầm để em quản lý mà. Khi mà đi lên đây là mình có chuẩn bị cái vấn đề là mình có cái sự quan tâm tới người khác không? À, có em có một quà để thể hiện luôn hả? Dạ. Tôi đáp nha em nha. Qua nhà gái thăm nhà gái xưa. Trời ơi, gái đi Nhật về đây đó hả? Trời ơi, nhỏ nhắn dễ thương ha. Con không thích điều gì ở đàn ông? Ghét nhất là thuốc. Dạ em không hút thuốc. Không hút thuốc. Rồi. Ghét lăng nhăng. Lăng nhăng này không có rồi đó. Có lăng nhăng không? Dễ gì dám nói ở trên này. Còn không ghét gì nữa không? Như là vô duyên. Không, bên đây có duyên nha. Bên đây có duyên lắm, dễ thương lắm. Còn gì nữa không? Chắc con thấy hết rồi đó. Cô gái rất là lanh lợi. Dạ. Cô gái đi nước ngoài về thành ra cũng phóng khoáng. Có suy nghĩ gì điều đó không? Thật ra thì nói chuyện kiểu cởi mở thì nó sẽ dễ hiểu nhau hơn. Thì cái đó thì em thấy cũng bình thường. Nếu mà đó là công việc thì nó là bình thường. Em không thích điều gì ở phụ nữ? À, em không thích người phụ nữ mà nói chuyện cộc lốc, không có đầu đuôi. Cô kia không có cộc lốc, cô kia nói chuyện rất là thông minh đó nha. Dạ. Hôm nay đi với ai?
ba em và em trai của em. À rồi, xin chào nhà trai. Xin chào hai MC và dạ, cùng các quý vị khách có mặt trong trường quay hôm nay. Dạ. Tôi là bố của Vũ Văn Vị. Dâu tương lai của mình á, nhà gái coi thấy sao? Tôi đánh giá thì cái điểm này là điểm cao rồi. Thế thì coi là cũng gia đình cũng mong muốn là các con cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu. Dạ, con cảm ơn bác. Cảm ơn bé. An tâm ha, vui ha. Dạ. Được nhận xét, được đánh giá rất là cao. Rồi bây giờ chúng ta nghe ý kiến của bên nhà gái nè, em đi với ai? Dạ, em đi với thằng em của em. Chào chú Nguyên Linh, chào chị Cục Lan, chào chú. Dạ, con là em trai của chị Duyên. Anh bên này sáng, đẹp trai và công việc ổn định. Em chỉ đóng góp cho chị một phần nào đó thôi, còn phần còn lại là do chị quyết định. Mời em nha. Chị con có khó không? Dạ không, chị con phóng khoáng lắm, cọc một tí. Cọc không? Dạ, hơi tính cách mạnh mẽ. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Chuyện còn lại là của vị của Duyên đó nha. Có món quà muốn tặng cho em á? Dạ, em cảm ơn anh nhé. Ok. Thì mong muốn của anh là nếu mà chúng ta có cơ hội để được đến với nhau á, dạ, thì anh mong muốn mình sẽ là duy nhất của nhau. Dạ. Anh có muốn đây cũng như lì xì Tết của bên chương trình tặng cho em. Dạ, em cũng có món quà. Ok, cảm ơn em. Anh cảm ơn em. Dạ. Nào. Có muốn đứng gần nhau để nhìn nhau thêm một tí hay không? À, chắc có đó, em thì chắc có rồi đó. Rồi lại. Nhìn em á thì anh thấy em xinh hơn anh tưởng tượng á. Em thì nhìn anh thì anh thấy cao là ok rồi đó. Em có thích đi du lịch không? Dạ có chứ. Vậy sau chương trình này có gì mình đi du lịch với nhau đi. Dạ. Đâu giờ Duyên nói cọc lên. Anh đi về nhà anh đi. Về nhà anh đi. Giờ hết ga thử coi. Thấy sao vậy bị? Dễ thương quá. Trời ơi, thấy chưa? Thấy chưa, nó la dễ thương mà. Em có muốn gì mới hỏi anh không? Em là anh thấy em như thế nào? Thì hôm nay anh cũng nói rồi đó. Thì khi mà anh nhìn em thì anh đã thấy em xinh hơn cái tưởng tượng của anh rồi. Ngoài cái xinh ra thì anh thấy cách nói chuyện của em như thế nào? Em cũng tự tin, dễ thương nè. Tuy kêu là khó tính ấy, nhưng mà em thấy là cái nói chuyện, cái biểu cảm khuôn mặt ấy rất là dễ thương. Dạ. Hồi trong tuần thì anh rảnh chạy qua thôi. Dạ. Em ở đây thì chỉ có mỗi em với em trai đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thì bình thường thì em khi nào em có về quê thăm ba mẹ hả? Dạ, hiện tại là bây giờ là em đang ở dưới quê. Cái học viện của em á thì giờ đang nghỉ dịch. Quê là ở đâu? Dạ, quê ở Vĩnh Long là nó xa đi lắm. Đi đâu? Nếu chi tiết hơn thì chắc khi nào có gì em giới thiệu anh về đó, dẫn anh về đó luôn. Dạ. Bao giờ anh mới về đó? Thì em mời đi thì anh về thôi. Vậy em mời liền nhé. Không có xa đâu, khoảng 140-150 cây thôi. 135 cây. Trời, chính xác luôn. Tại vì em hay đi xe máy về quê á. Đi xe máy về luôn á? Dạ. Kỳ này anh chở. Cái gì anh chở có được tài đó. Xế là em ok rồi, chứ tay lái em tay lên lụa lắm. Mình khi mà yêu nhau thì mình nên chia sẻ với nhau về những cái công việc hàng ngày, rồi có những cái khó khăn gì mình nên chia sẻ với nhau. Rồi hay là có những cái bí mật thì nếu mà em muốn chia sẻ thì cũng được. Rất là anh sẵn sàng nghe và có thể đưa ra những cái ý kiến để góp ý cho em. Em thì cũng rất thích là đối phương chia sẻ với em nữa. Những việc khó khăn hay là những việc vui vẻ gì cũng muốn chia sẻ với em. Anh có sợ là người vợ hay là một người bạn gái mà dở không? Dở ẹt luôn á. Dở ẹt là sao? Là như là không, như là em nấu ăn cũng vụng về nè, việc nhà cũng vụng về nè, không có được đảm đang. Không sao, em nấu ăn thì anh biết, nhưng mà anh nấu không ngon thôi, ăn được. Em sợ là ăn nhiều cái cũng không được lắm nha. Có nấu cơm mà quên bật nút nữa. Không, cái đó thì không lo đâu, anh bật cho. Trời ơi trời, tới công chuyện thiệt. Ở nào cũng chịu chứ á. Lấy vợ vợ ở đâu? Em có tính chưa? Em thì muốn ra ở riêng. Vậy em sẽ ra ở riêng luôn, nghe không cần vợ phải về ở làm dâu. Còn yeah. Em có muốn làm dâu không? Dạ không. Thật ra nhà anh dễ lắm.
ba mẹ không bắt phải làm dâu. Anh hiện tại thì anh vẫn đang ở với ba mẹ tại vì có mình anh thôi. Còn em trai anh thì ở riêng từ lâu rồi. Có một cái là có một cái tin buồn về gia đình con hơn. Tại vì là hồi tháng 9 này là ba em đột quỵ vừa mất. Nhà có ba người nhưng mà ba em vừa mất thì còn có mỗi em với em trai em thôi. Ok anh xin. Lúc mà ba em buổi sáng là vẫn còn nói cười cười vui vẻ lắm. Rồi leo lên nóc nhà mà thấy nhà nó có rác á, leo lên nóc nhà rửa rác nữa. Giờ chiều 1:30 chiều là mới bắt đầu là đột quỵ. 15 phút là đã mất. Ok. Cấp cứu kịp. Bây giờ là hai chị em ở, ai là ở nhà chính với mẹ, tức là em trai đúng không? Dạ không, con, tại vì con nghỉ học nên là con đi về dưới. Rồi vậy nữa con lên đây rồi sao? Về đây thì có mỗi mình mẹ con ở dưới. Nghiệp con đưa mẹ con lên ở chung với con không? Dạ, con cũng đang tính chuyện đó nhưng mà con sợ là em con này nó sẽ giành với con gì đó. À, vậy khỏe rồi. Nếu ta lập nghiệp ở đây tốt, ở đâu mà lập nghiệp tốt là chúng ta cứ ở thôi. Em tiến tới nắm tay cô gái đã. Nói hết những cái suy nghĩ của mình về cô gái đối diện. Thật thì hôm nay anh cũng nghe em cảm xúc hôm nay thế nào đó, chia sẻ về gia đình của em á. Dạ. Thì nếu mình tiến tới thì em cũng có ba nữa mà. Dạ. Ba anh kia. Dạ. Chắc là lúc đó là chắc em coi ba anh như là ba của em vậy chắc là em cảm thấy vui. Ok, anh mong hai đứa lấy nhau, anh thích đẻ con trai em gái. Anh thì anh thích con trai trước, con gái trước. Nhưng mà con trai gái thì anh cũng đều thương nhau hết à. Em cũng thích con nào cũng là con mà con gái trước thì được hơn. Con hát đi con. Con hát đoạn nhá, em tặng anh nha. Ok, tặng anh đi. Có xíu mà nghe, không có thuộc hết luôn á. Cũng được nha. Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui. Ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi. Ngồi viết tâm sự, nhớ ngược về quá khứ. Chợt lên nét suy tư, bao năm thầm kín. Chót thương ta áo tím, những đêm sương lạnh nghe trái sầu gớt vào tim. Tập mãi mới được một bài. Sau 3 tiếng đến, nếu mình quyết định đây là một người có thể mình tiến xa hơn, chúng ta đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm, để nút đó cho người khác. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng nha. Rồi đó. Đẹp đôi. Bây giờ thôi, coi như là mẹ của cô bé đang theo dõi chương trình. Em hãy nhìn bác em nói thưa bác gì đó. Con xin chào bác à. Con xin gửi lời chào đến bác để con xin bác phép bác để làm quen em Duyên. Và mong muốn sẽ che chở cho em đến sau này. Con chương trình này con cũng muốn nhắn đến mẹ và ba. Lúc mà ba còn chưa mất thì ba cũng muốn con nhìn thấy con là được một tấm chồng như ý. Nhưng mà ba chưa nhìn thấy được, nhưng mà ba bỏ con với mẹ với em đi rồi. Nên là bây giờ con cố gắng để cho ba nhìn thấy điều đó từ anh. Mẹ ơi, mẹ khỏe nha mẹ, cố lên nha mẹ. Nói gì với ba của vị đi. Dạ, dạ con chào bác. Con cũng không biết nói gì hơn, con chỉ chúc bác là sức khỏe dồi dào. Được rồi đó. Thôi ráng chăm sóc mối tình này để cho nó đủ lớn, đủ thăng hoa. Rồi có gì thông báo chương trình tin vui nha. Dạ.